giác luôn hết chiều. Rồi dân xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều nay ba chị em đi dây cắm câu, nhưng cắm câu bằng mồi trùng. Xuống sông cái bé mình cắm câu. Câu của mình bữa nay nó gối nùi rồi. Gối nùi chữ nùi luôn không? Bên này lấy bên này trước. Bà sắp lại coi. Sắp đây tôi mặc câu ra. Bên này ra cho nó đều đi. Bên này móc kiểu khác. Tại sao mà nó nói gì chị? Tại sao ạ? Nhà này có sao miếng nào? Em móc kiểu khác nè, em móc qua móc lại cho quéo quéo vậy nè. Còn đây mình móc cho quấn quấn gì. Khi nào mà xuống nước nó quấn quấn gì nữa nè. Nó quơ quơ vậy tha cá thấy là nó ăn liền à. Có đuôi đúng không? Ừ. Ở đây là sông Cái Bé. Dân xin chào các bạn. Tối nay mấy chị em dân đi cuốn câu. Cuốn câu ra, cuốn câu mồi mồi trùng. Dạ. Yeah. Dính không? Ơi có cá, có cá. Cá lôi bự, cá lôi bự. Đây. Dạ. Yeah, nó gịch 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 nè. Dạ. Dạ. Đó. Nó ê cái thèm thấy thấy cái gâu rồi. Cá chê. Cá chê. À, một con cá chê. Chiên cá chê vàng chị ơi. Nè nó vàng khè nè. À đúng rồi. Con cá gà. Đây con một cá con cá chê rồi. Vàng nè chị. Rồi. Ê tôi chừng ăn cái tay em luôn á. Ừ tay câu đưa tay cho. Đập một con nhé. Cần này tiên là dính được một con. Cái cần này biết ai cầm không? Biết ai không? Biết ai không? Tôi hả? Chị Út cầm á. Đâu kêu cắm tôi. Trời ơi. Có kêu không? Có đó. Hỏi ba cả tôi kêu cắm. Còn mồi nguyên luôn á. Ôi, cá này không nghe lại cho tôi. Dí nào vậy? Dí là mình cắm mình dặn nó rồi đó. Mà dính ngang cá. Nó không dính là chị dặn em đó. Nó gì đó. Cái chỗ này nó im quá gì mà nó không dính hả chị ha? Ừ. Rồi. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó. Nó không dính là hiểu rồi đó. Chỗ đó nó không có cá. Đúng rồi. Nó không có cá thì nó không thèm dính. Ừ. Hiểu luôn rồi nè. Hiểu luôn hả? Mấy con ngon không chặt. Đáng lý ra là để dính cá là cá ngon không luôn á. Này. Cái này hết mồi nè chị ơi. Ừ. Thấy không? Đúng rồi.
có nè, gịch kìa nè, có là gịch nghe không? Thấy à, dữ lắm, gịch dữ lắm, mày dữ lắm mà không biết cái gì đây. Bỏ cái đuôi lên thôi nó gãy càng câu. Ê, cá chê, à, một con cá chê trắng ngon quá, ngon vậy, banh chành luôn, chành luôn. Ồ, xình nó đắng dính cái nè. Mình chịu khó mình móc lỗ gì mình cầm nó dính á. Ừ. Trời ơi. Ai đem lên ta đẹp quá trời. Trời ơi, xình không luôn. Nó. Trời thấy không? À, vậy là mình không biết được, mình không dính cá rồi, thuộc có chín rồi. Wow, muốn dính dính quá. Hồng hồng ha. Ừ. Mấy cái đường này nè, quá trời lục bệnh, nó ra ngoài xa ơi là xa. Ủa, cá lôi nha. Lôi thằng Tông. Bên đây, bên đây. Đây này cô ơi. Ừ, bên đây không dính uổng quá ha. Ừ. Nha, đám lục bệnh quá trời im luôn đây nè. Đúng rồi. Chắc một cái bụi này, ốp chắc một cái đống này nó có con một cái gì á. Cái này vậy mà ta cần đặt cái lú dưới trên này được rồi đó. Đó. Chắc phải thui vô trống á. Ừ đó. Nha. Thấy nha. Gơ ra ra cái nhìn dớ người ta hồi tao quánh chết vậy. Không, mình nhìn thử sao mình sao người ta đặt trống được ha. Ừ. Đây mình sẽ xuống cái rừng tràm này đây. Trời nắng mình dám vô, cái trời mưa vô thôi ạ. À. Tôi chính sẽ dắt. Dắt không á. Thiệt. Cái mồm này mà mốc nước ngập nó lên cái ngó mồm hết hồn luôn. Một cân nữa. Một cân nữa là cần không dính cá. Không dính cá mà không có mồi luôn. Gì? Gì? Gì chị? Dạ, nó nắm áo ông nội rồi. Chàm nó lôi cho lại cho tôi đi. Trà nhiều quá nè. Ừ. Dạ. Dạ. Ý tôi lùng đó đi, còn nó mình dướng tôi trả lại. Không có dính nổi đó đi. Ở đây nước không? Không dính nè. Thì mày dính mình theo coi chính xuống. Nhớ được không? Tôi nở cho. Được, được. Mà nó không có màu nha. Tắm giữa đóng trà luôn mà nó không dính. Nhiệt tình với cá luôn đó. Cá nó không ăn ủi mà chín luôn đó. Không ăn ủi thôi. Wow. Dính cá, dính cá. Rồi. Mình ở đây đi. Cam nè. Nè. Kìa, nó lôi kìa. Nó quậy nè. Chưa. Đó. Nó chưa cho nó dướng vô cái lục bình. Đó. Ê, vô phải, vô phải. Tiếp, tiếp. Không có, dễ gì đi. Dễ gì đi với cô chính. Chụp đi. Em thấy cần câu tao ơi. Dính cá rồi, thấy cần câu người ta đâu. Đây. Câu của mình là nó yếu rồi đó. Trời. Mày chạy đâu cho nó. Tự tao rớt cái xong rồi. Con cá ngon nè. Nha, cá chê trắng. Cái bay bỏ thằng câu người ta luôn, em bỏ dép luôn, rồi bỏ luôn đi, bỏ luôn đi, bị lắm, không dám kéo câu, có nó sủa, dép dài luôn, dép dài luôn, cái gì mà nó còn cố bung bung nữa nè, thằng thấy tôi nói chuyện gì nó sủa hại, bỡ, tôi biết tôi luôn á, tôi già chuyện luôn hả, tôi biết tôi già chuyện mà không biết câu. Trời, cái chỗ này ngon là không dính nè. Tôi biết luôn á. Chuyện nhiều quá cá mới dính luôn. Tự tôi biết tôi luôn á. Dạ.
Đi luôn đi. Bà suy nghĩ đi, cô Chính đi tới đâu mà đi tới đó đi. Cái việc đi thì đi đi. Dây thì là ba mấy tóc. Đang đâu cũng nổi. Cái chỗ nào khó thì mình ở đây rồi bay. Cái chỗ nào khó thì nên mới bắt chị. Rồi. Rồi. Không có dính con nào luôn. Con dạ, nào chỗ đó nó bảo đảm là không có con cá. Cá đi phải không? Đem cái bằng cái trái rụng không? Wow, dính cá nè. À, dạ. Ôi trời, dữ rồi chị ơi, dữ rồi bà. Ê, con cá gì mà nó mệt dữ rồi. Nó dịch. Ủa, kìa. Cái này cái bằng, nó chốt cái bằng. Bây giờ tôi biết bây giờ nó. Đó, đó. Quỷ quá, quá quậy rồi. Kìa. Đi dở nó nhanh lên. Từ từ chị. Quá, ê, nó à, cái chi vàng. Cái chi vàng tí luôn kìa. Biết sao không, chị sợ nó rớt chấm mình. Cô Chính kinh nghiệm này rồi. Có gì vàng cháy. Quá trời ngon ha. Quá ngon luôn. Bởi vì phá cầm rồi trùng rồi vậy đó. Cô Chính cá chê ngon. Trời, cá nó vàng nín nha nè. Cá này mình nấu canh với cải xanh á, bỏ thêm miếng gừng. Quá ngon. Đi ra đường này đi, cái đi chỗ đó càng bản nè. Tôi mang cái kính trời. Tính là làng ấy nha. Đây. Móc cái sữa. Đúng rồi. Thì cái sữa này mình cá lắm nè. Ờ. Bự nha. Má. Thì có cá là gục dịch rồi, gục dịch cá hả? Gục dịch. Gục dịch á, mình thấy nó gục dịch đó, thấy không? Thôi thấy à? Thôi mình biết xuống tí tế. Dính nè, dính nè. Coi tự rồi cái che. Nhìn chưa thấy. Đó. Ồ, cá gô. Cá gô. Một con cá gô nữa. Được một con cá gô. Thấy nó gục dịch. Nó không lôi còn mấy con kia ha. Ừ. Cái gồm nó dài. Cái gồm nó nằm nó dữ. Nó nổi cái mặt. Wow, dính cá. Dính cá. Cái nhịp dữ rồi nè. Con một trầm rất dài lắm ha. Ừ. Ê, xong cái bé ngập tọ ơi, ngập tọ luôn, mấy cá gì đây? Có cá chê, có cá chê nữa. Đó, còn cá chê nữa. Ở đây đi. Dọn ổ đi. Ổ đi. Ổ cá chê. Nặng chưa? Nặng rồi đó. Đây còn cá chê của mình đây. Ừ. Ngon sợ ha. Ừ. Không biết là nhiêu con mà nó nặng nặng à. Thấy không câu mà không biết kém mà thấy không? Ý là tôi nói chuyện không có mà chỗ không cả. Cái đường vô thôi bà ba ơi. Cái đường đi vô. Trời ơi, đi tập đường rồi. Cô Chính cái này nó cứng gần này đi. Ôi, cái đâu không ổn vậy? Ừ. Dính cá. Dính cá rồi. Dính cá nè. Được không? Tôi tiếp dở. Được rồi, được rồi.
cắt lá chị ơi. Chết queo à. Kéo vô đó rồi sao sống nổi. Dướng nó còn lục bình. Ồ, ta cũng bự á. Cá này muốn sợ ớt nghệ ha. Ừ. Dắt cái chưa rồi ăn ha, nhịp nhịp giò gió khỏi yêu hiu được ha. Đi bánh kho nè nè. Có cá kìa ơi, động cá. Bây giờ cho cô chín đi mình ở đây. Đó, giữ rồi nè, đó. Ừ. Đó. Ừ. Ôi, cho cá chê. Đó. Ui, cá bự. Cá bự. Lên tới đây rồi nó không có ruột đâu. Nó có ruột em cũng chụp dính à. Đó. Mình câu mà nó hay ruột quá. Mẹ nó kẹt vô bình nè. Cao quá. Nó ra khé làm hại. Dạ, cầu nó dính đây nè. Cầu má chút. Ừ. Ồ, cá ngon quá ha. Ừ. Cá cái gai nè. Hết hồn không? Đúng rồi. Đi ra nó kêu như ngực tiếng ngậu vậy. Độc ạch, độc ạch ha. Ừ. Ồ, mình đem một con cá chê nữa nha. Một con nữa đó. Rồi, câu mình nó cá thì nó không dính đâu. Nó ruột ra là nó dính đầu này, nó dính đầu kia. Ngộ hả? Ngộ. Cho chị mất bạn không chị? Mất bạn bắt nè. Ờ, cái này nước chứ này nè chị ơi. Cá, cá dính dính. Cái này nè. Cái này nè thôi, nó dính quá đây đi. Cái gì con gì bự vậy? Cá chê. Trời ơi, cá chê nó bự, gãy thân câu luôn. Đây nè. Ồ, cá chê trắng quá trời ngon luôn à. Ờ, cái nó văng tôi nè. Câu của mình nó bị gãy. Ừ. Ồ, tánh chết. Ngon quá trời luôn, nu luôn. Quá ha, ham quá à. Đằng cuối cùng mà mình được giải ăn luôn, dính được con cá chê trắng bự. Ăn ủi luôn. Ờ, mình được con cá ngon nha. Ăn ủi cũng gãy thằng câu luôn, bỏ luôn. Cái này là giá đặc biệt. Cái này mình dính lên cá bự thôi, thứ đó mình được nhiều con. Đây là kết quả của mấy chị em dân tấm câu về. Đây là mình nở ra. Wow, một con cắt lá, hai cái gồ, 2, 4, 6, 7 con cá chê, tổng cộng mình được 9 con. Rồi cá mấy chị em cho người cắm câu về, dùm đốt lửa nướng ăn. Để xuống chị. Vô. Cái đảo liền, dạ dạ mẹ ơi. Dĩ mới luôn. Khui, mới khui luôn không? Mới khui luôn. Chị ba mới luôn. Cái dĩ gì mà... Nó quéo quéo rồi nè. 50 ngàn. Như vậy hả? Ừ. Sao mà không trả giá nó? Trả làm chi đi. Trời ơi, nó nói 50 ngàn, trả 20 ngàn à. Quách, quách khỏi về nhà luôn. Người ta bán đồ vậy, không có giá cả trơn rồi chú ơi. Sao ra? Vậy? Tôi trả gì bán thôi. Tôi đi. Đi hồi vòng vòng hồi chắc lại mua lại. Trời ơi, không biết. Giận vậy bán ở không luôn. À, nó có cả không, mình cũng cả không luôn. Mình cũng có xài, nó cũng nó có nóng dữ vậy. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Ừ, cá của mình chín hết rồi nè. Ờ, đây em mình mượn đây. Rồi, tôi đi qua đại trước, cách nguyên cái dĩ luôn. Nguyên dĩ luôn. Rồi bưng nguyên cái này luôn. Còn cái đèn đó đây. Đây, đổ ra đây luôn. Ừ. Thấy không? Rồi. Ồ, cá ờ, ơi, nó thơm. Hết đẹp luôn. Chịu khó đứng lâu một chút là vậy đó. Sao để coi sắp xếp của em. Đó, ngồi đây. Sao sắp rủng sao ngồi vậy, ngồi lên đây một đứa đi. Được không? Đây. Ủa sao vậy, cái này để ngoài này đi. Em có đem đũa hả? Sắp xếp ngồi một chút à. Đây. Cho ngay lại cho nó ăn lại chút. Tôi nãy giờ tôi chưa có chọn được ngồi luôn đó. Đổ thừa đi. Mình chanh nè. Nè thấp luôn. Vậy đi. Mình chanh vô mưa.
chút bữa nay chị làm mấy cái ớt chút. Tôi không biết tôi bẻ. Ớt rồi. Ớt rồi. Này gọt này cho chị ba chị Út ăn. Ừ, không thương cũng nghĩ chút tình rồi bá. Đâu làm nữa, như cây nó đâu mà sợ. À biết chị. Không chị em mình cũng chị em người mình. Ta ha. Ừ. Chị em mình mà. À. Sao ghẻ ra? Ghẻ đi. Cái dao kìa. Cục nóng quá ha. Mới đem ra. Dạ. Ừ. Nó. Đó. Cho nguội cái nghe. Quá ngon. Quá trời nóng chị. Gói rau đi. Gói rồi. Tóc cần chờ em đâu. Để chờ cô đi cho nó vui. Rau ăn nguyên một khúc gì nè, nóng không biết rồi hỏi trước. Mới nướng gà mà hỏi nóng không vậy mới ngon mà chút này. Ôi bữa nay em có hái độc lan mà để thử con cá chơi à, con mày biển luôn cá chơi nướng ngon cái gì mới ngon nè. Ăn cái là nửa con luôn, giờ nó cũng nhẫn là cay à, ngon. Mời cả nhà. Con cá chê cái đuôi nó ngon lắm. Ăn đuôi hồi ăn đầu luôn nha. Ăn đuôi sao không được, em ăn đầu cho. Ăn của ngon mà nó cay mà đổ bằng miếng điển vô nè gói ăn. Ngon quá mà ăn bánh xinh luôn à. À lá mơ nè, đọt lan nè, hút nhũi nè, gấp cá. Luôn đậu rồng à. Cần cua chứ. Bông liên điển luôn. Cá nè. Mình cuốn cuốn lại. Rồi ăn cái đuôi này tới chiều luôn à. Ăn bây giờ. Trời ăn tới chiều đi. Mà ăn cái đuôi thôi. Mỗi đêm mới vậy. Ăn tới chiều mai hả? Để thua là chính ăn thịt cho. Bạn cái đuôi nha. Là bỏ đũa đã nha. Bỏ đũa đã. Nha, bỏ đũa lại chút. Bỏ đũa đã nha. Hai đau quá. Hai tay rồi đó. À, hai tay đó. Tay bên này để bên này. Còn tay bên đây thì ăn hả? Tối ăn rồi đó. Nhiều nó ngon nè. Thơm quá à. Thịt ngọt ngay luôn. Ngon vậy ha. Không có bằng gì mà đi ra ruộng nướng cá ăn vậy nha. Cá chê nướng ngon. Đúng rồi. Không cầu mà ngon quá hả? Không cầu bội thu. Hết đuôi chút rồi. Hay là hả? À, thịt nè chút. Ăn thịt không? Tấn công vô mới được. Tấn mỹ. Tấn là sao mà cút không à? Chỗ này nó không có bằng. Cái mười ruộng nè. Xong nghĩ sao kìa chị ba thích ăn cái đuôi thế em ăn thử cái đuôi nó ra làm sao? Trời cái đuôi ăn béo lắm. Thật mà. Ăn mấy cái kỳ nó cũng béo lắm. Sao bà? Chị ba thích gì đó. Sao? Cũng được. Nhưng mà hơi có rồi. Xương. Đúng rồi. Ừ, cái này là béo cái kỳ hả? Ừ. Có xương nhưng mà mấy cái kỳ nó béo. Ngon. Má không thích ăn cái đùi nữa. Hình như là con cá nào cũng vậy chứ cái đuôi nó béo hơn cái
cái mình, cái mình. Giờ tôi ăn mong đĩa nó ngọt hơn cá. Xong một cái đùi rồi đó. Còn cái đùi bơi bơi nè cho chị nè. Cảm ơn cô nha. Nhà cô chính tặng tôi là cái đuôi bơi bơi. Hai người cự hôm nay tôi ăn hết luôn. Đuôi bơi bơi này ăn sao chạy. Lấy ăn trời. Thôi mùi khát khát quá giòn giòn. Thôi mình cũng ăn luôn. Cô chính cho mình không ăn thì bả nói mình phụ bả. Thôi ăn nuốt mặt mẻ nó giòn giòn. Ăn thiệt luôn hả? Ăn thiệt mất đi quậy. Trời trời, cô cho mà không ăn sao được. Bà ba cho không ăn đâu. Cho thịt nè. Thôi cô ăn lên đây nè. Cho quầy giống. Vậy cảm ơn. Trả lại cái đuôi bơ bơ á. Vậy là mình ăn cái hai miếng dưới này luôn vậy luôn hả? Thôi lãng mình ăn luôn đi. Ngon. Ngon mà. Ngon tuyệt vời đúng á. Video của Mái Chem Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem những ủng hộ kênh Dân Nguyễn Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.